Chào các bạn, Galaxy Note 3 Docomo đang có mức giá rất tốt ở thời điểm hiện tại và chỉ khoảng 8 triệu đồng là chúng ta đã có thể sở hữu được. Đây là một thiết bị được đánh giá cao về mặt cấu hình phần cứng, thời lượng sử dụng pin và bên cạnh đó chiếc bút S Pen được đánh giá là một trong những điểm nhấn đặc biệt tạo nên sự thành công của sản phẩm này với vô số chức năng thông minh và tiện dụng. Tuy nhiên thì không phải ai sử dụng Note 3 cũng biết hết các tính năng đó, thậm chí là quên luôn cả chiếc bút S Pen đi kèm. Chính vì vậy hôm nay Digital sẽ gửi cho các bạn video hướng dẫn sử dụng chiếc bút S Pen một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên để sử dụng chiếc bút này thì ngay khi các bạn vừa tháo bút ra khỏi máy sẽ có một cửa sổ với 5 lệnh không chạm để các bạn thao tác. Tuy nhiên trước khi đến với những hướng dẫn sử dụng các lệnh này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài tính năng cơ bản của chiếc bút S Pen. Đầu tiên đó chính là ứng dụng S Note tích hợp sẵn trong máy. Đây sẽ là nơi giúp các bạn có thể ghi chú mọi thứ tài liệu, vẽ viết, kẻ bảng biểu, đính kèm hình ảnh và bất cứ thứ gì bạn muốn. Bạn cũng có thể chọn những chủ đề có sẵn sao cho phù hợp, sau đó sử dụng chiếc bút S Pen để làm việc, thao tác với giao diện trực quan của S Note. Ứng dụng này trên các đời Galaxy Note của Samsung đã biến chiếc bút S Pen trở nên hữu hiệu và tiện ích hơn rất nhiều. Ngoài ra trên mọi màn hình, mọi cửa sổ ứng dụng bất kỳ, các bạn chỉ cần giữ phím tắt tích hợp trên chiếc bút S Pen, chúng ta có thể khoanh tròn và đánh dấu. Sau đó máy sẽ tự nhận diện và biến phần diện tích các bạn vừa khoanh thành một vùng tròn và các bạn có thể chia sẻ nó qua những ứng dụng khác tích hợp sẵn trên máy để xử lý hoặc cũng có thể gửi dưới dạng ảnh qua Bluetooth hay Gmail để chia sẻ với bạn bè. Trong phần cài đặt hiển thị không chạm, chúng ta chọn sử dụng với bút S Pen thì trong phần hình ảnh cũng như video khi hiển thị dưới dạng Thumbnail, các bạn chỉ cần đưa bút lại gần một bức ảnh thì ngay lập tức nó sẽ được phóng to và hiển thị rõ ràng chi tiết hơn cho chúng ta mà không cần phải bật trực tiếp hình ảnh. Tương tự khi xem video, chiếc bút S Pen chỉ cần di chuyển đến thời gian phát bất kỳ thì nó cũng hiển thị phần nội dung đang phát. Và ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn 5 lệnh điều khiển chính nằm trong phần quản lý E-Command bao gồm Action Memo, Screen Write, Scrapbooker, S Finder và Pen Window. Đây chính là điểm khác biệt giữa chiếc bút S Pen của Note 3 so với các thế hệ Galaxy Note và Note 2 trước đây. Để kích hoạt ứng dụng này thì người dùng chỉ cần ấn nút nhỏ trên cây bút ở trước màn hình. Trong một bảng quản lý vừa hiện ra thì chúng ta chỉ cần chọn đúng vào lệnh cần thao tác. Đầu tiên sẽ là Action Memo. Đây là một cửa sổ pop-up cho phép chúng ta ghi chú ở bất kỳ đâu trên màn hình. Bạn có thể di chuyển phóng to thu nhỏ cửa sổ này thành một icon và nó sẽ luôn xuất hiện trên màn hình. Action Memo không chỉ là một trình ghi chú thông thường, nó còn hỗ trợ danh bạ, gửi mail, tìm kiếm địa điểm đối với nội dung mà bạn ghi chú. Ví dụ, khi bạn viết nhanh tên một người và số điện thoại của người đó trên Action Memo, khi muốn gọi ngay cho người này, bạn chỉ cần chọn Link to Action và nhấn nút gọi là chúng ta có thể ngay lập tức thực hiện cuộc gọi. Và khi bạn muốn lưu lại tên người dùng đó vào danh bạ thì bạn chỉ cần mở lại Action Memo và chúng ta lại nhấn Link to Action để chọn Contact và số điện thoại cùng tên của người liên lạc sẽ được lưu trực tiếp vào danh bạ. Ngoài ra Action Memo còn cho phép bạn thực hiện rất nhiều tác vụ khác đối với nội dung ghi nhớ như gửi tin nhắn, email, tìm kiếm web, tìm kiếm địa chỉ bản đồ. Ví dụ ở đây mình sẽ thử tìm kiếm di động thông minh.vn trên web và bạn có thể tra ngay được kết quả hoặc tìm kiếm địa chỉ 208 xã Đàn trên Google Maps và kết quả sẽ được hiển thị ngay trong phần bản đồ. Thứ hai sẽ là lệnh Scrapbooker. Ứng dụng này hoạt động như một sổ tay lưu trữ. Chúng ta sẽ đưa tất cả những gì bạn muốn lưu lại để sau đó xem lại sau. Ví dụ khi thấy một video mà chúng ta chưa có thời gian xem thì các bạn có thể kích hoạt Scrapbooker lên và khoanh tròn video đó. Ngoài ra nếu có một bài báo mà bạn cũng muốn lưu lại để đọc sau này thì chúng ta chỉ cần khoanh tròn lại và lưu vào Scrapbooker. Máy sẽ tự chụp ảnh màn hình đồng thời lưu địa chỉ tên web để các bạn có thể truy cập sau này. Tất cả những thông tin trên thì bạn có thể quản lý dễ dàng bằng cách tạo thư mục riêng để lưu trữ, ví dụ như video hoặc là tin tức. Và khi muốn xem lại thì chúng ta chỉ cần vào thư mục đã lưu, mở ra và tìm thấy ngay thông tin mình cần. Ứng dụng thứ ba chính là Screen Write. Đây chính là tính năng tự động chụp ảnh màn hình và khi được chọn thì đồng thời nó sẽ hiện ra giao diện bút để các bạn có thể ghi chú đánh dấu. Tính năng này nó cũng hoàn toàn tương tự như với ứng dụng Quick Memo trên dòng LG. Ứng dụng thứ tư đó là S Finder. Đây chính là tính năng mới hữu ích nhất trên dòng Galaxy Note 3. Nó cho phép chúng ta tìm kiếm toàn bộ nội dung lưu ở trong máy. Bằng cách sử dụng tìm kiếm tag theo thời gian hay nội dung thì bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian với hàng loạt ứng dụng để tìm kiếm. Ví dụ khi mình muốn tìm một tấm ảnh đã được lưu trong máy, bạn có thể tìm ra nó bằng một từ khóa liên quan mà bạn nhớ được. Nếu vẫn chưa thể tìm được bức ảnh này thì bạn có thể thu hẹp một số kết quả cho ra bằng cách chọn khoảng thời gian chụp để có những kết quả chính xác hơn. Ngoài ra S Finder cũng có thể tìm kiếm luôn những thiết lập và cài đặt trong máy. Rất đơn giản, ví dụ mình cần mở cài đặt Bluetooth thì theo cách thông thường sẽ phải vào phần setting và qua một số bước mới có thể tìm được. Tuy nhiên thì với S Pen thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần gõ Bluetooth vào mục tìm kiếm và ngay sau đó thì bạn có thể dễ dàng tìm được cái cài đặt này. Và cuối cùng chính là Pen Window. Về cơ bản đây chính là một lệnh giúp người dùng Note 3 có thể dễ dàng quản lý và chạy cùng lúc nhiều ứng dụng trên một màn hình. Để sử dụng thì người dùng chỉ cần vẽ một hình vuông hoặc một hình chữ nhật nhỏ lên màn hình và sau đó một trong 8 ứng dụng của Samsung hỗ trợ mặc định
gồm máy tính, đồng hồ, YouTube, điện thoại và một số ứng dụng khác. Khi một trong những ứng dụng này được lựa chọn thì nó sẽ chiếm một phần diện tích của màn hình do chính tay người dùng vẽ ra và phần còn lại sẽ dành cho một cửa sổ với nội dung khác. Ví dụ ở đây mình có thể vẽ ứng dụng máy tính, trình duyệt và YouTube trên cùng một màn hình. Và khi này thì chúng ta có thể vừa thực hiện thao tác tính toán với máy tính, vừa có thể lướt web và vừa có thể xem YouTube trên cùng một màn hình của Galaxy Note 3. Và như vậy thì mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc bút S Pen của Galaxy Note 3 một cách hiệu quả nhất. Và với sản phẩm Galaxy Note 3 Docomo hiện tại ở diện thông minh đang có mức giá vô cùng tốt, các bạn có thể qua 208 xã Đàn, 119 Thế Thịnh hoặc 392 Hoàng Diệu, Thành phố Hồ Chí Minh để sở hữu sản phẩm này. Nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên like Facebook cũng như subscribe channel. Xin cảm ơn các bạn.